Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bình luận các ván cờ hay, các tiêu điểm khai cuộc, chung cuộc đặc sắc và mới nhất của các danh thủ đương đại. Trong chương trình của buổi tối hôm nay, tôi xin hạnh gửi đến các bạn một trận thi đấu rất hay, hấp dẫn, chất lượng và lôi cuốn mới chỉ diễn ra cách đây một ngày, vào ngày 13 tháng 12 năm 2020, trong khuôn khổ của vòng thi đấu thứ hai tại giải cờ tướng tự kỷ quán quân Trung Quốc tranh cúp Bích Quế Bên Bôi lần thứ 9. Đây là cuộc gặp gỡ thư hùng đúng nghĩa đỉnh cao và kinh điển giữa hai tay cờ xuất chúng nhất của làng cờ lúc này, đó chính là ngoại tinh lai khách Vương Tiên Nhất, đương kim đệ nhất bảng anh hùng, và Thục Sơn Thi Hợp Trịnh Đồng, đương kim đệ nhị bảng anh hùng. Đây là hai kỳ thủ rất đỗi quen thuộc với cả khán giả hâm mộ cờ tướng khắp nơi, khi hai kỳ thủ này đã cùng song hành với nhau trong suốt chiều dài sự nghiệp và đã tạo nên vô vàn những chiến tích huy hoàng. Và hiện nay thì trên giới cờ đã công nhận là Vương Tiên Nhất và Trịnh Đồng là những tay cờ mạnh nhất và đang đua tranh nhau trong một thời kỳ tranh hùng tranh bá rất rực rỡ. Ván cờ này là ván cờ trích ra trong khuôn khổ trận thi đấu ở vòng thứ hai tại nhánh thắng của giải Bích Quế Viên Bôi năm 2020. Trong hai trận cờ tiêu chuẩn trước đó thì Trịnh Đồng và Vương Tiên Nhất đã thi đấu bất phân thắng bại với nhau. Trong trận đấu lượt đi thì Vương Tiên Nhất đã cầm tiên thủ sử dụng khai cuộc khởi mã tam hổ với một biến hóa rất hay và đã đánh bại được Trịnh Đồng. Tuy nhiên ở trận đấu lượt về vào buổi tối thì Trịnh Đồng với khai cuộc sở trường là tiên nhân chỉ lộ cũng đã cho thấy được tài năng phi thường của mình khi đã khuất phục được đối thủ mạnh ở giai đoạn cờ tàn. Và vì hai bên có kết quả hòa, theo luật quy định thì sẽ phải đấu thêm một ván cờ nhanh có thời gian là 10 phút tích lũy 10 giây. Và theo kết quả bốc thăm thì Vương Nhất sẽ là người cầm quân đỏ đi tiên trong ván đấu này. Đây là ván đấu mà Vương Nhất đã hạ quyết tâm để có thể vận hết công phu giành chiến thắng trước đối phương và qua đó tạo ra một tiền đề rất tốt cho hành trình có thể chinh phục chiếc cúp vô địch tại Bích Quế Viên Bôi. Sau đây tôi xin kính mời quý các bạn hãy cùng với tôi có thể đồng hành theo dõi và thưởng thức tài nghệ phi thường của hai cao thủ trong một ván đấu hết sức là mãn nhãn và đỉnh cao. Vương Nhất đi tiên lập tức triển khai thế trận sở trường bằng đòn đánh phi tượng cuộc tượng 3 tấn 5. Thế trận phi tượng là một thế trận rất trầm hùng và là thế trận mà hầu như tất cả các kỳ thủ đỉnh cao ngày nay đều phải chuyên tâm nghiên cứu. Đối với Vương Tiên Nhất thì kể cả dùng phi tượng hay dùng pháo đầu thì quan trọng nhất là khi tiến vào chung cuộc thì anh ta tay sẽ mở cờ theo những lối chơi xô sát và tạo ra những cục diện rất là phong ba. Sau lúc cờ tượng 3 tấn 5 của đối phương, đến lượt Trịnh Đồng sẽ là người đối phó. Ở đây thì bên đen sẽ có nhiều cách thức để đối phó lại với cả thế trận phi tượng, ví dụ như là quá cung pháo, khởi mã, tiên nhân chỉ lộ hay là đóng pháo đầu. Tuy nhiên ở hình thế này thì Trịnh Đồng đã ứng chiến bằng một đòn rất cổ điển, đó là thế trận thuận thủ tượng, tượng 7 tấn 5. Hai bên đã bắt đầu so găng ngay từ những nước cờ đầu tiên để tạo ra một màn tranh chiến nội công trung tàn, kéo dài và mãn nhãn. Sau nước cờ này thì đến lượt Vương Nhất đi. Tiếp theo thì hai cao thủ đã ngượng cũ quen đường và rất thuần thục trong giai đoạn này. Họ mở quân một cách khá là nhanh nhẹn và gọn gàng. Tốt 7 tấn 1, tốt 7 tấn 1, mã 8 tấn 7, mã 2 tấn 1, xe 9 tấn 1, xe 1 tấn 1. Như vậy các bạn thấy rằng là sau những nước đi đầu tiên thì cả hai đều đã lâng hoành xe để chuẩn bị trợ chiến. Sau đó là những thủ pháp của Vương Tiên Nhất, xe 9 bình 4, bên đen mã 8 tấn 7, bên đỏ xe 4 tấn 3, bên đen xe 1 bình 2, xe 1 bình 4. Như vậy các bạn thấy rằng là Vương Nhất đã chủ động chọn giải pháp là bình xe cướp lộ rồi đu xe lên hà. Mục tiêu là để chuẩn bị mở tốt thông đường và có thể biến hóa con mã lộ 2 của mình theo những hướng đã hoạch định. Cụ thể là có thể đi mã 2 tấn 3 hình thành lên thế bình phong tiên thủ, mã 2 tấn 4 hình thành lên thế quải giác mã xuyên cung, hoặc có thể mã 2 tấn 1 theo mục đích của chiến trường. Bây giờ các bạn thấy rằng kỳ thủ cầm quân đen là Trịnh Đồng đã chơi một cách rất là cẩn trọng và chặt chẽ. Anh ta không mong muốn xô sát ngay mà cố gắng giữ hình một cách rất là cẩn thận bằng đường đi xe 1 bình 4, mỗi bên đều chiếm lấy một phương. Sau đây đến lượt Vương Nhất sẽ là người tiếp tục chọn biến hóa. Sau một hồi suy nghĩ thì Vương Nhất quyết định đi lướt cờ mã 2 tấn 4 và
Như vậy là đòn đánh của bên đỏ đã được hình thành, đó là thế trận phi tượng quải giác mã, chuẩn bị mục tiêu xe 1 bình 3 ra xe chân tượng rồi thúc tốt mời đấu và tiến xe lên hà một cách rất tự nhiên. Sau lượt đi này của bên đỏ, bên đen đã đối phó một cách khá là trầm lắng và sâu sắc bằng thủ pháp sĩ 6 tấn 5, vừa có thể củng cố được trung lộ, vừa đồng thời là mở đường cho con xe 9 sau này dễ dàng bình vào lộ 6 để đấu con xe khỏe trên hà của bên Vương Thứ Nhất. Sau lượt đi sĩ 6 tấn 5 của đối phương, Vương Thứ Nhất vẫn theo kế hoạch ban đầu tác chiến ngay bằng đòn đánh xe 1 bình 3, chuẩn bị tư thế bình 3 tấn 1. Lúc này đây, đến lượt Trịnh Đồng sẽ là người tiếp chiêu. Trên thực tế thì cao thủ đến từ tỉnh Tứ Xuyên đã đi ngay nước cờ xe 9 bình 6 để mời đấu và đã dẫn đến một cuộc chiến mới ở phần trung cuộc. Tuy nhiên, nếu để tính toán một cách sâu đòn hơn và một cách kín kẽ hơn thì bên đen trước khi nghĩ đến giải pháp xe 9 bình 6 đấu xe lên đi nước cờ, đó là mã 7 tấn 8 và vòng mã ra cánh ngoài để đấu bớt một con pháo chiến của bên đen của bên đỏ và cân bằng được thế trận đối với cả đối phương. Cụ thể, nếu như bên đen đi nước cờ mã 7 tấn 8 thì hai bên sẽ có khả năng giáp chiến theo một hình thái khác. Như ví dụ như sau, bên đỏ xe 4 tấn 2, bên đen lúc này mới xe 9 bình 6 để đấu xe cướp tiên, buộc hai bên phải có giải pháp chọn lựa. Nếu như Vương Nhất tiếp tục cưỡng cầu đi xe 4 bình 2 thì hai bên sẽ đấu mã. Tuy nhiên sau nước cờ này thì bạn thấy rằng là Trịnh Đồng sẽ có khả năng điều xe sang bắt pháo rồi giật một cô mã là tạo ra thế phản tiên ngay. Chính vì lý do như vậy cho nên là quay trở lại với thực chiến, nước cờ xe 9 bình 6 đấu xe của Trịnh Đồng có phần hơi vội vã và mất đi những cái nhịp tranh chiến cần thiết. Sau thủ pháp này thì buộc lòng bên đỏ phải đấu xe, nhưng bên đỏ lợi thêm một nước cờ nữa, đó là bình 3 tấn 1 để có thể đấu tốt thông đường. Bây giờ đến lượt bên đen đi. Bên đen trước khi nghĩ đến phương án bình 7 tấn 1 thì Trịnh Đồng quyết định xe 4 bình 6, lắc xe qua lộ 6 để có thể bắt mã và tìm cách đánh vào cánh phải của Vương Thứ Nhất. Vương Thứ Nhất quyết định xuyên cung để chờ thời. Bên đen bình 7 tấn 1, sau đó là thủ pháp chọc xe xuống tay sĩ để dọa bắt pháo của đối phương. Trịnh Đồng tính rằng là Vương Nhất kiểu gì cũng sẽ phải di chuyển con pháo, sẽ phải đi lực cờ pháo 2 bình 3. Khi đó bên đen sẽ có thời cơ mã 7 tấn 8 nhảy lên cánh ngoài với mục tiêu là chuẩn bị mã 8 tấn 9 để dọa ăn vào tốt biên và đồng thời truy bắt cả xe cả pháo của đối thủ. Hình thế khai cuộc của bên đen tương đối là mãn ý. Tuy nhiên thì sức tính của Vương Nhất hoàn toàn khác biệt so với cả các kỳ thủ còn lại. Anh là một trong những kỳ thủ có lối chơi trung tàn rất đa dạng và phong phú, đường đi rất là bất ngờ, uyển chuyển và khó lường. Chính vì vậy mà Vương Nhất mới được coi là long tại nhân gian trong kỳ giới của Trung Quốc ngày nay. Vương Nhất đã không đi lướt cờ pháo 2 bình 3 theo cái lối tư duy thông lệ, mà anh ta quyết định đi lướt cờ pháo 2 thoái 2 để nếu đối phương mà có nhảy mã 7 tấn 8 lên thì bên đỏ sẽ có lợi thế là vật pháo đấu quân ngay. Sau lướt cờ này của bên đối thủ thì Trịnh Đồng bắt đầu thay đổi chiến cơ, thay đổi đấu pháp, không còn nhảy mã 7 tấn 8 nữa và quyết định đi lướt cờ mã 7 tấn 6. Mục tiêu của bên đen là chuẩn bị mã 6 tấn 5, ăn mã đã có tốt đầu để dọa bắt đôi, bắt cả xe, bắt cả mã của đối phương, của đối thủ. Bây giờ đến lượt Vương Nhất sẽ đối phó với đòn đánh mã 6 tấn 5 khá là hung hiểm của Trịnh Đồng. Kỳ thủ cầm quân đỏ quyết định đi lướt cờ xi 4 tấn 5 đang dọa bắt xe, buộc bên đen phải chạy xe trong tình huống này. Nếu như bây giờ bên đen đi lướt cờ xe 6 bình 8 thì sao? Nếu đi lướt cờ xe 6 bình 8 thì đối phương sẽ lập tức vật pháo đổi cây, sau đó có thủ pháp xe 3 bình 4 để chặn mã ngay, rồi sẽ từ từ để có thể tìm cách hóa giải dần thế phản đòn của Trịnh Đồng. Hình cờ này theo diễn biến tiếp theo thì khả năng bên đỏ sẽ là người cướp được tốt đầu và giành được ưu thế trong giai đoạn cơ tan. Các bạn thấy rằng là Vương Thiên Nhất đã tính rằng Trịnh Đồng sẽ không đi nước cờ xe 6 bình 8. Trên thực tế thì Trịnh Đồng đã chạy xe theo hướng dọc bằng thủ pháp xe 6 thoái 1 với mục tiêu là chuẩn vẫn định ám độ vào con tốt đầu của bên đỏ. Bên đỏ không cho đối phương thực hiện được mong muốn đó, Vương Nhất đã lập tức ra tay bằng nước đi rất táo bạo và thể hiện được một cái khí thế vô cùng là sảng khoái. Nước đi mã 6 tấn 5, nhảy mã lên trung lộ để dùng mã lộ 7 giữ chặt tốt đầu và đang tìm đường để sang sông phản kích. Lúc này thì rất nhiều người cho rằng là
À, lướt đi mã 6 tấn 5 của Vương Nhất đã bị kẹt cây, bên đen hoàn toàn có thể đấm binh 5 để có thể chặn lại và tìm đường phản công tích cực về phía bên đỏ. Tuy nhiên thì Vương Nhất đã là tính toán sâu xa, anh ta cho rằng kể cả đối phương có đấm binh 5 thì bên đỏ vẫn có thể chủ động trên chiến trường. Cụ thể như sau, nếu như bây giờ ở bên đen mà đi lướt cờ binh 5 tấn 1 chặn mã thì điều gì xảy ra? Bên đỏ chắc chắn sẽ cầm pháo 8 tấn 1 đuổi xe, sau đó có thủ pháp rút mã về hậu cứ để mời đấu, đe dọa mà bắt xe. Đấy, nếu đối phương mà không đấu mã mà đi lướt cờ xe 6 bình 7 thì bên đỏ sẽ có thủ pháp đó là xe 3 bình 4 chặn lại mã ngay, vừa vặn kịp thời và khiến cho trận hình của bên đen sẽ bị lạc vị. Cho nên hình cờ này, nếu bên đen tiếp tục đổi mã lấy mã thì hai bên sẽ đổi quân, nhưng thế đứng của bên đỏ có phần đẹp hơn so với cả thế đứng của bên đen. Đấy, vì vậy là Vương Nhất rất tự tin sau lướt cờ mã 6 tấn 5 nhảy lên trung lộ của mình. Và sau khi tính toán thiệt hơn và cân nhắc một vài những phương án, Trịnh Đồng cho rằng không thể đi lướt cờ binh 5 tấn 1 được vì sẽ dính vào mai phục của Vương Nhất. Trịnh Đồng quyết định đảo mã về để đuổi xe, đấu pháo trong tình huống này, ép bên đỏ phải đu xe theo, sau đó là màn công kích đổi cây của cả hai bên. Sau khi đuổi được con pháo của đối phương phải dạt vào lộ 9 thì đến lượt bên đỏ đi. Bên đỏ lúc này nhận thấy rằng là không thể để cho con xe cực mạnh của Trịnh Đồng án ngữ ở hàng tốt, lúc nào cũng có tư tưởng là rình rập ăn tốt đầu hoặc là đấm binh 5 lên để đuổi chết mã. Kỳ thủ Vương Nhất quyết định đi mượn lướt cờ thay đổi chiến cơ, pháo 8 tấn 1 để kích xe ra khỏi cái vị trí nguy hiểm, sau đó sẽ tìm cách để có thể vòng vèo hai mã sau và buộc lòng Trịnh Đồng phải chạy xe. Bên đen xe 6 thoái 2, bên đỏ ngay lập tức không bỏ lỡ cơ hội, lập tức đi lướt cờ mã 5 tấn 4 nhảy mã qua sông, chuẩn bị tư thế nó là mã 4 tấn 3 để chiếu tướng. Lúc này đây thì Trịnh Đồng mới bắt đầu đảo xe đi ngay thủ pháp xe 6 bình 7, vừa thủ vừa công, vừa có thể phục được công thế chiếu rút, vừa có thể thủ được lướt cờ mã 4 tấn 3 nhảy chiếu ngoại tào của bên Vương Thiên Nhất. Vương Thiên Nhất lúc này đây đã nhận thấy ý đồ của bên đen, anh ta ngay lập tức đi lướt cờ mã 4 thoái 3, cũng là một lướt cờ đối phó hoàn hảo trong bối cảnh này. Con mã đã được động về phía đầu tượng, đây là một vị trí cực kỳ đắc lợi cho Vương Thiên Nhất. Nó có thể ngăn chặn những đường chiếu rút của đối phương và đồng thời là vẫn đứng ở vị trí có thể khống chế điểm cao, và quan trọng hơn là mở đường cho xe của mình sau này có thể dễ dàng xuất kích hoặc là ăn vào tốt đầu, hoặc là có thể nhảy mã 7 tấn 6 trợ chiến trong giai đoạn tiếp theo. Sau lướt đi mã 4 thoái 3 của đối phương thì kỳ thủ cầm quân đen không thể để mất tốt đầu trong bối cảnh này. Bên đen lập tức đi lướt cờ pháo 2 tấn 1 với mục tiêu là để giữ chặt tốt đầu và đang ám phục những cái đòn đánh sau này của bên Trịnh Đồng. Sau lướt đi pháo 2 tấn 1 của đối phương, kỳ thủ Vương Thiên Nhất bắt đầu triển khai thế trận theo ý mình bằng lướt đi xe 2 thoái 3. Và thoái xe về để án ngữ tuyến đường quan trọng để chuẩn bị tư thế sau này có thể yểm trợ cho mã lộ 7 xuất kích hoặc là dội binh 5 lên. Lúc này đây, trận đấu giữa Vương Nhất và Trịnh Đồng đang bước sang một cao trào mới của cuộc tranh chiến chung cuộc vô cùng là lầy lửa và phức tạp, khi hai bên đều đã đứng hình và đang cố gắng chiếm lấy những vị trí quan trọng trên bàn cờ. Sau lướt đi giật xe về để trấn thủ tuyến hàng tốt, bên đen ngay lập tức mở binh mời đấu với mục tiêu là sau này có thể mở rộng cánh mã ở đường biên. Và Vương Nhất chấp nhận đấu tốt với đối phương rồi mã 7 tấn 6 hút lên. Bên đen xe 3 bình 4 chặn mã, bên đỏ mã 6 thoái 4, một lướt cờ chuyển cây cực kỳ linh hoạt và tài ba của ngoại tinh hay khách. Đây là thủ pháp mà bên Vương Nhất đã tính toán trước, cho rằng là cần phải di chuyển con mã của mình vòng sang cánh phải thì mới có thể hợp công được với cả tiền tuyến, và đồng thời là sau này con mã đó có thể rút về tuyến sau và truy sát con pháo ở đằng biên đang rình rập chiến cơ đối với cả bên đỏ. Sau lướt đi này của đối phương, bên đen cũng tăng cường hỏa lực bằng lướt đi mã 1 tấn 3 nhảy mã lên để trợ chiến cho tiền tuyến đang dọa lướt cờ tiếp theo, đó là mã 3 tấn 4 qua sông để có thể hóa giải thế công của bên đỏ. Bên đỏ nhìn thấy nguy cơ đó trước mắt, lập tức đi lướt cờ mã 4 thoái 2, vừa chạy trước ý đồ nhảy mã qua sông của đối phương, vừa
thực hiện được mưu tính đó là bắt pháo Đường Biên và giải trừ quân Mỹ. Đến đây thì đến lượt Trịnh Đồng sẽ là người suy tính. Trên thực tế, Trịnh Đồng đi lướt cờ pháo thoái một khá nhanh và có phần là hơi vội vã. Nếu như bên đen chỉ cần là bình tĩnh, điều chỉnh trận hình, không đi lướt cờ pháo 9 thoái một trước mà đi lướt cờ xe 4 tấn 2 thì nhiều khả năng là hai bên sẽ dẫn ra một cái cuộc chiến mới, nhưng bên đen hoàn toàn có thể có tính chất đối kháng song phẳng hơn và cân bằng hơn đối với bên đỏ. Cụ thể là trước khi chạy pháo, Trịnh Đồng lên đi lướt cờ xe 4 tấn 2 bám pháo của đối phương, buộc lòng bên đỏ phải rút lui, sau đó thì bên đen cũng chạy pháo. Và điều này khác biệt so với lướt cờ thực tế ở điểm đó là bên đỏ sẽ không dễ dàng mở binh lăm để có thể kiểm soát được hàng tốt. Trở lại với thực chiến của ván cờ thì do là tính chất của ván đấu là rất nhanh cho nên là Trịnh Đồng có thể đã hơi sơ suất trong bối cảnh này. Anh ta cầm pháo chạy khá là tiện tay và đó là cơ hội để Vương Nhất bắt đầu triển khai thế trận theo ý định mình mong muốn. Thủ pháp tiếp theo bên đỏ binh 5 tấn 1. Đây là lướt cờ nối tiếp cái mạch tính xe 2 thoái 3 trước đó của bên Vương Nhất. Đồng thời sau lướt cờ này các bạn để ý rằng là Vương Nhất đã kiểm soát toàn bộ hành lang ở hàng tốt, khiến cho bên đen không tài nào có thể xâm nhập vào trận địa của bên đỏ. Nếu như bên đen có bay mã qua thì bên đỏ vẫn có lướt cờ xe 2 bình 6 để ép chết chặn lại con mã đấy của đối phương. Và đồng thời là lướt cờ binh 5 tấn 1 là còn đe dọa về sau là bên đỏ sẽ có thủ pháp đó là và phản trung pháo bằng nước đi pháo 8 bình 5 rất là hung hãn. Và quả thật với sức tính của mình thì Vương Thứ Nhất đã lường trước được cái khả năng tấn công rất là dữ dội của con pháo lộ 8 của bên đỏ sau này. Lúc này đây thì bên đen bắt đầu khó đi rồi và thế trận của bên đỏ thì càng ngày càng có sự liên kết chặt chẽ và đường đi lướt bước rất là rõ ràng rành mạch. Trong khi đó thì bên đen lại tương đối mông lung trong khả năng phát triển thế cờ. Trịnh Đồng không có sự lựa chọn nào hơn buộc phải đi lướt cờ chờ thời, đó là pháo 2 thoái 2 với mục tiêu là sau này có thể kịp thời chuyển pháo sang cánh. Tuy nhiên thì Vương Thanh Nhất đã ngay lập tức đánh trúng điểm yếu trung lộ của bên Trịnh Đồng, đi ngay thủ pháp pháo 8 bình 5 phản nhập trung pháo để nối tiếp cho lướt cờ binh 5 tấn 1 trước đó đang đe dọa lướt cờ pháo 5 tấn 3 chiếu tướng cướp lấy tốt đầu rất là nhanh. Sau này con pháo đấy có thể biến thành một con pháo rất là uy lực, chiếm trung rồi ăn qua tốt biên và tạo ra thế tàn lợi thế dành cho Vương Thanh Nhất. Chính vì lý do như vậy cho nên là Trịnh Đồng buộc phải giữ chặt tốt đầu, không cho đối phương có thể lợi dụng thời cơ chiếm hơn ở phần cờ tàn. Bên đen đã đi lướt cờ pháo 2 tấn 2, chấp nhận là mất đi một nhịp chạy pháo để có thể giữ chặt chiến địa của bên mình. Sau khi đối phương phải mất công chuyển hai nhịp pháo mà vẫn chưa tạo ra hình thế ưng ý, Vương Nhất lúc này đã bắt đầu phát động tấn công. Khi anh ta đã đọc được trận đấu một cách rất là linh hoạt và kịp thời, cho rằng bên đỏ đã đến thời cơ chín muồi, cần phải phát động tấn công một cách gấp rút và nhanh nhẹn mới có thể áp đảo trận địa của bên đen. Chứ để cho bên đen mà kịp thời chấn chỉnh lại đội ngũ thì rõ ràng bên đỏ có muốn tấn công nữa thì cũng đã là quá muộn. Bên đỏ ngay lập tức ra tay bằng thủ pháp xe 2 tấn 3 lại tiến xuống chiến địa của đối phương và đang đe dọa lướt cờ đấu quân đó là pháo 5 tấn 3 chiếu tướng rồi lại xe 2 bình 5 để có thể ăn dư ra con tốt đầu của bên đối thủ và đồng thời là kiểm soát toàn bộ hành lang hàng tốt của bên đen. Đây là lướt cờ cực kỳ quan trọng để làm tiền đề cho một chiến thắng vang dội sau này của ngoại tinh này khách. Sau lướt đi xe 2 tấn 3 rất là có ý đồ chiến lược lâu dài của Vương Đức Nhất, kỳ thủ cầm quân đen bắt đầu cảm giác áp lực đã tăng lên đáng kể và trận hình của bên đen có phần là bị động hơn rất nhiều so với cả bên đỏ. Bên đen lúc này sẽ có hai hướng để lựa chọn trong thực tế. Hướng thứ nhất đó là chống sĩ để chờ thời, củng cố trận địa để chờ xem Vương Nhất đi đâu. Và hướng thứ hai là có thể đi lướt cờ xe 4 tấn 4 tấn xe kẹp cửu để có thể hy vọng nhảy mã qua sông rồi dọa ăn vào tượng mũ của đối phương thì sao. Nếu như bên đen mà đi lướt cờ xe 4 tấn 4 thì tất nhiên là bên đỏ sẽ không bỏ lỡ chiến cơ, lập tức phát động bằng thủ pháp pháo 5 tấn 3 chiếu tướng mời đấu, buộc bên đen phải đấu, sau đó là lướt cờ cắt xe vào pháo ăn lại quân và đang dọa bắt mã ép cho bên đen phải nhảy mã qua sông. Và sau đó thì bên đỏ sẽ có đường cờ rất tinh tế đó là xảo diệu phế tượng để có thể kìm hãm thế công xe mã pháo của bên đen. Nếu bên đen mà tiện tay mã 4 tấn 5 thì bên đỏ sẽ có lướt cờ
Mã 3 thoái 4 cực kỳ là hiểm hóc, đang cô lập chặt chẽ xe mã của đối phương. Xe chạy là mất mã, mã chạy là mất xe. Vì vậy hình cờ này là hình cờ mà mặc dù bên đỏ là kém tượng nhưng lại có dư ra hai đầu binh và hệ thống quân lực xe hai mã đứng ở vị trí đẹp hơn rất nhiều so với cả xe vò mã của Trịnh Đồng. Hình cờ này là hình cờ ưu thế về tàn dành cho ngoại tinh hay khách. Trên thực chiến thì Trịnh Đồng đã không đi lực cờ xe 4 tấn 4 mà đi lực cờ củng cố, đó là sĩ 4 tấn 5. Một lực cờ phản ánh đúng với phong cách kỳ nghệ, chặt chẽ, an toàn và cẩn thận của Thục Sơn Thiếu Hiệp. Bây giờ đến lượt Vương Thứ Nhất sẽ là người phát động tấn công tiếp theo. Mạch liên mạch, kế liên kế, bên đỏ lập tức đi lực cờ binh 5 tấn 1. Một lực cờ qua sông cực kỳ là hung hãn và quyết liệt. Lực cờ đang bắt trực tiếp xe của đối phương. Tất nhiên là bên đen sẽ không thể đi xe 4 binh 5 ăn tốt được vì sẽ chết xe. Mà bên đen lúc này chỉ có một số các lựa chọn. Thứ nhất là chạy xe, thứ hai là mã 3 tấn 5 thì sao? Nếu như bên đen mà manh động đi lực cờ mã 3 tấn 5 thì tất nhiên là đối phương sẽ không bỏ lỡ thời cơ, lập tức ăn xe vào tốt đầu, dọa bắt cây và ép đấu. Nếu bên đen có tung mã tới thì bên đỏ cũng sẽ ung dung mã 2 tấn 3, hình thành lên một thế trận tấn công cực kỳ rực lửa với sự phối hợp của xe pháo mã đẹp vị hơn so với cả xe hai pháo của bên Trịnh Đồng. Hình cờ này là hình cờ vẫn ưu lớn dành cho ngoại tinh này khách. Cho nên là kỳ thủ cầm quân đen không thể đi lướt cờ mã 3 tấn 5 mà buộc phải chạy xe theo ý định mong muốn của Vương Thứ Nhất. Bên Trịnh Đồng đi lướt cờ xe 4 tấn 1. Đến đây thì bên đỏ tiếp tục sẽ phát động tấn công. Và thủ pháp tiếp theo, Vương Nhất quyết định thẳng đường binh 5 tấn 1. Đây là một lướt cờ khá hay. Mặc dù là pháo đang cô kết và kiềm tỏa xe tốt, nhưng về lâu về dài thì Vương Nhất vẫn có cơ hội có thể phá tượng tranh tiền ngay. Và lướt cờ này là lướt cờ mà Vương Nhất có thể kìm chân được chiến mã của bên đen. Nếu bên đen mà nhảy mã tới thì lập tức sẽ là lướt cờ tốt 5 tấn 1 phá tượng, dọa bắt pháo ngay. Cho nên hình thế này thì buộc lòng Trịnh Đồng lại phải tìm cách để có thể hóa giải dần thế công của đối phương bằng cách là cố gắng chiếm lấy những lộ đẹp và hạn chế tầm sát thương của xe pháo hai mã cộng thêm con tốt 5 cực kỳ là uy lực của Vương Thứ Nhất. Trên thực chiến thì kỳ thủ số 2 Trung Quốc đã đi lướt cờ xe 4 bình 6 để có thể làm hẹp tầm hoạt động của quân lực bên đỏ. Tuy nhiên trong một buổi tối mà phong độ bay cao, Vương Nhất đã có một cái tầm nhìn chiến lược rất là dài lâu và có những đường đao phải nói là lăng lệ. Vương Nhất lập tức xuất thủ bằng nước đi mã 3 tấn 4 cực kỳ hay, đang đe dọa những nước cờ tiếp theo như là mã 2 tấn 3 hoặc là mã 4 tấn 3. Đến đây thì bên đen sẽ có 3 sự lựa chọn trong tình huống này. Sự lựa chọn thứ nhất đó là tướng 5 bình 4 để tránh cái đòn mã 4 tấn 3 của đối phương và đồng thời là tránh đi uy lực của pháo đầu rất là hung hãn bên phía Vương Nhất. Còn sự lựa chọn thứ hai đó là pháo 2 bình 5 ăn tốt thì sao? Nếu như manh động đi lướt cờ pháo 2 bình 5 sẽ lập tức dính đòn mã 4 tấn 3 chiếu tướng, sau đó là thủ pháp đuổi quân tranh thế của Vương Nhất. Đến đây thì kỳ thủ cầm quân đen sẽ mất pháo và chắc chắn sẽ bị thua trận trong bối cảnh kém mã so với cả Vương Nhất. Còn không đi pháo 2 bình 5, Trịnh Đồng có thể đi lướt cờ mã 3 tấn 4 qua sông thì lập tức sẽ dính đòn nhảy mã 4 tấn 3 chiếu tướng rồi binh 5 tấn 1 phá tượng để trợ công, đang đe dọa cắt xe qua pháo buộc bên Trịnh Đồng phải đấu cây. Và sau khi đấu cây như này xong thì các bạn thấy rằng hình thế của bên đỏ là quá đẹp. Bên đỏ sẽ có lực cờ mã 2 tấn 3 trợ công một cách kịp thời, đang dọa thủ pháp tiếp theo đó là mã 3 tấn 4. Như vậy là cùng tam tử xeo mã như nhau, nhưng thế công của bên đen thì rời rạc, mất liên kết và chưa tạo thành thế sát. Trong khi bên đỏ chỉ cần 2-3 nhịp chuyển cây đôi là lập tức sẽ tạo ra sóng gió vô cùng dành cho Thục Sơn Thiếu Hiệp. Chính vì lý do như vậy cho nên là hai phương án là pháo 2 bình 5 và mã 3 tấn 4 đều không dùng được. Kỳ thủ số 2 Trung Quốc đã nghĩ đến phương án thứ 3, đó là phương án tướng 5 bình 4 tạm thời để có thể tránh mũi nhọn của lực cờ mã 4 tấn 3 bên phía địch thủ. Bây giờ đến lượt bên đỏ đi. Và bên đỏ nhìn thấy rằng đối phương đã xuất tướng, tức là đã bộc lộ sơ hở ở cánh bên. Kỳ thủ Vương Nhất với một nhãn quan chiến thuật rất là sắc sảo và một khả năng linh mẫn về phần trung tàn, anh ta đã ngay lập tức đi lực cờ xe 2 thoái 1. Một lực cờ rút xe cực kỳ linh hoạt, đang dọa tư thế đó là xe 2 bình 6 chiếu tướng để cướp lấy cái lộ cực kỳ là nguy hiểm dành cho bên đen. Đến đây thì bên đen lại tiếp tục đứng trước vô vàn những sóng gió của trận cờ. Hình cờ tiếp theo
Bên đen buộc phải đi cờ xe 6 bình 4 để có thể giữ mặt và không cho đối phương vỗ xe sang để tấn công một cách gấp rút. Nếu như đổi thành nước cờ pháo 2 bình 5 thì tất nhiên là vương nhất sẽ bình xe chiếu tướng. Sau đó có thủ pháp đó là mã 2 tấn 3 nhảy mã liên kết tạo thế liên hoàn và đang chuẩn bị phục kích thủ nước đi đó là xe 6 tấn 1 để dọa bắt đôi của bên đối thủ. Đến đây kể cả bên đen có nhảy mã 3 tấn 4 thì bên đỏ sẽ có đường cờ rất là hay, đó là tách pháo ra để chờ thời, đang dọa thủ pháp đâm pháo xuống đáy chiếu tướng hoặc là lướt đi pháo 2 tấn 1 để bắt chiếc cây của bên đen. Đấy. Qua đó các bạn thấy rằng là muôn vàn khó khăn đang chờ đợi Trịnh Đồng ở phía trước khi mà Vương Nhất đã có những cái tổ hợp, một series những đòn đánh lợi hại liên tục nối tiếp nhau từ những nước cờ bình pháo trung lộ, tấn xe hỏi đường, rồi binh 5 qua sông, sau đó là thủ pháp mã 3 tấn 4 và nhảy mã múa đao cực kỳ là lợi hại. Sau lúc đi xe 6 bình 4 của bên Trịnh Đồng, đến lượt Vương Nhất sẽ là người phát động tấn công. Lúc này đây thì Vương Nhất sẽ có nhiều đường hướng để lựa chọn. Nếu như đánh cẩn thận có thể đi lớp cờ đó là mã 2 tấn 3 và mã 2 tấn 3 để tạo ra thế liên hoàn. Tuy nhiên thì lúc này đây bên đen đang cũng phục kích thủ pháp pháo 2 bình 5 rất là chặt chẽ. Bởi vì bên Trịnh Đồng đã giữ được mặt tướng rồi, cho nên là lớp cờ pháo 2 bình 5 sẽ không sợ đối phương khai thác nữa. Tuy nhiên thì các bạn thấy rằng khả năng nhìn cục của Vương Nhất rất là sắc sảo. Chỉ thấy rằng là khi đối phương bình xe qua, ngay lập tức Vương Nhất ra đòn sấm sét bằng thủ pháp kinh tâm động phách, đó là mã 4 tấn 5 phế thẳng mã vào để có thể phá sĩ của đối phương và mở màn một cuộc quyết chiến mới. Và các bạn thấy rằng nước cờ phi mã hiến thân đã thể hiện được một nội công tuyệt luân của ngoại tinh lai khách. Nước cờ này là nước cờ đang ép cho đối phương rơi vào trạng thái bị động. Khi này thì bên đen sẽ có hai sự lựa chọn, hoặc là sĩ 6 tấn 5 hoặc là đi lớp cờ tướng 4 bình 5. Đấy. Nếu đi tướng 4 bình 5 thì bên đỏ sẽ thẳng tay đâm tốt xuống để phá tượng, sau đó có thủ pháp thoái mã chiếu tướng rồi nhảy mã 2 tấn 3 để giữ pháo đầu. Hình này là hình cực kỳ ưu dành cho bên Vương Nhất. Sau này bên Vương Nhất chỉ cần đi lớp cờ xe 2 bình 8 bắt pháo là có thể giành được chiến thắng chung cuộc rồi. Như vậy các bạn thấy rằng nước cờ mã 4 tấn 5 là một cờ rất trùng rợn, nhưng nó thể hiện được một cái nhãn quan vô cùng là sắc sảo và nhạy bén của ngoại tinh lai khách, đánh trúng điểm yếu chết người của Trịnh Đồng mà Trịnh Đồng chưa kịp để có thể phòng ngự từ xa. Sau nước cờ mã 4 tấn 5 của bên đối phương thì Trịnh Đồng quyết định sĩ 6 tấn 5 diệt trừ con mã rất tai hại đó, và đây là cơ hội để Vương Nhất bắt đầu biểu diễn những tuyệt kỹ phi thường của sở trường, đó là thiên ngoại phi tiên. Và lướt đi tiếp theo, bên đỏ đâm xe chiếu tướng, sau đó là thủ pháp cắt xe qua tượng để có thể dọa ăn về mã của đối phương. Như vậy là Vương Nhất đã bắt đầu thành công trong bước đầu sử dụng chiến thuật gọi là tiên thí hậu đoạt và khí tử tranh tiên, bỏ quân chiếm thế, giống như là bối cảnh của trận bán kết tại giải cá nhân Trung Quốc cách đó một năm, khi mà Vương Nhất đã vây hãm Trịnh Đồng trong một ván cờ mà Vương Nhất đã quả cảm bỏ pháo để công thành. Và trận đấu đến đây thì đang bước sang một hồi cực kỳ gay cấn. Một bên thì bỏ quân chiếm thế, một bên thì đang có lợi về quân lực, buộc phải tử thủ, không thể để mất mã trong bối cảnh này. Bên đen quyết định đi lướt cờ mã 3 tấn 5 để đua đòn với đối thủ, chấp nhận là bỏ tượng một cách khá là nguy hiểm. Sau lướt đi binh 5 tấn 1 của bên Vương Nhất, bên đỏ đang phục thủ pháp tiếp theo, đó là xe 7 thoái 1 rồi ăn thẳng tốt nhập cung là lập tức sẽ tạo ra thế sát. Bên đen buộc lòng phải dương sĩ lên để tránh cái đòn đó của bên đối thủ. Bởi dù sao đi nữa thì bên đen vẫn đang hơn quân và con xe án ngữ ở lộ 4 khá là khỏe. Vậy thì Vương Nhất sẽ nhập cuộc như thế nào? Mời các bạn hãy tiếp tục theo dõi cái hành trình thể hiện được một công phu chung cuộc tinh hoa là long du tấu khúc của một nhân vật được xưng tụng là long tại nhân gian của kỳ giới. Và Vương Nhất bắt đầu ra tay bằng thủ pháp đầu tiên xe 7 thoái 1 chiếu tướng, rồi đi lướt cờ xe 7 thoái 1 tiếp tục kiềm tỏa đối phương. Đây là lướt cờ để kiềm chân con mã chiến lộ 5 của bên đen, không cho bên đen sau này có thời cơ phi mã tới. Bởi vì nếu như bên đen chỉ cần rời mã đi, không có quân có thể bảo vệ được con sĩ lộ 4, bên đỏ sẽ hoàn toàn ung dung đi lướt cờ binh 5 bình 6 là lập tức sẽ định giang sơn, khiến cho trận hình của bên đen bây giờ buộc lòng phải di chuyển con pháo. Trịnh Đồng quyết định đi lướt cờ pháo 2 bình 8,
chuyển pháo sang ngang để chờ đợi thời cơ đâm pháo xuống đáy, phối hợp tấn công, hình thành lên thế song tiên, hoặc có thể giật pháo về đáy để chống nước cờ, đông xe chiếu tướng của bên đỏ. Sau nước đi này, đến lượt bên Vương Nhất đi. Và chỉ thấy rằng trong cái khoảnh khắc này thì gọi là tư chất thiên tài của một cao thủ hàng đầu của làng cờ Trung Quốc đã được thể hiện. Và Vương Nhất bất ngờ đi nước cờ chuyển hình cực kỳ là xuất chúng, tượng nằm thoái ba. Như vậy bạn thấy rằng khả năng điều động công phu của Vương Nhất quả nhiên là không hề gọi là có một chút tầm thường ở đây. Vương Nhất đi nước cờ tượng nằm thoái ba nhìn rất là tĩnh, nhưng thực ra nó lại ẩn chứa quá nhiều kình phong dành cho bên đen. Nước cờ tiếp theo là Vương Nhất đang dự trù chiến thuật, đó là pháo lâm thoái 1 để pháo lâm bình 6 cô cứng được con xe lộ 4 của bên đen. Và chỉ cần cô được con xe đó thôi là Vương Nhất sẽ tha hồ tung hoành xe tốt trên chiến địa và lập chiến công, có thể chém tướng đoạt thành ngay. Các bạn thấy rằng là nước cờ chuyển tượng của bên Vương Nhất thực sự là một nước cờ rất cao tay và có một tầm nhìn chiến lược sắc bén. Sau nước đi này của bên đối thủ, bên đen vẫn cố gắng bằng mọi giá để có thể đỡ được đòn đánh chuyển hình của bên đỏ. Bên đen đi nước cờ pháo 8 tấn 3 để làm gì? Để nếu như đối phương mà pháo 5 thoái 1 thì bên đen sẽ có đường cờ phản nhập trung pháo để có thể chói chết con pháo đầu của đối phương, và đồng thời sau này có thể sẵn sàng tư thế là bật pháo về tốt để hy sinh và diệt trừ đi con tốt rất là tai hại của bên Vương Thứ Nhất. Và sau nước đi này của đối phương, Vương Thứ Nhất tiếp tục cho thấy được một tài hoa gọi là quán tuyệt bằng nước đi xảo diệu mà trên hiện trường không ai nhìn thấy. Bên đỏ tước 3 tấn 1, ý đồ của Vương Thứ Nhất vẫn chưa bộc lộ, và khán giả cũng như người hâm mộ cộng với các bình luận viên và kể cả Trịnh Đồng cũng không thể lường được cái sự biến đảo khôn lường của nước cờ chuyển tượng bên phía Vương Nhất. Đây là một nước cờ gọi là chuyển hình giống như đường đi của con rồng, vô cùng là ẩn hiện và thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Và sau này khi Vương Nhất bắt đầu biểu diễn công phu thì mọi người mới oà lên thán phục và trầm trồ cho cuộc tài nghệ chuyển cây như thần của ngoại tinh này khách. Sau nước đi này của đối phương, kỳ thủ Trịnh Đồng có lẽ là cảm giác là yên ổn, không lường được sát khí của bên đỏ đang tràn đến. Bên đen quyết định đi lớp cờ pháo 9 bình 7 rất là bình ổn để chuẩn bị rút về tuyến sau, tạo ra một chiến địa phòng ngự cực kỳ là vững chắc. Bởi thời điểm này thì Trịnh Đồng chỉ có thể cậy nhờ việc là hơn quân mới có thể lấn áp được Vương Nhất, trong bối cảnh mà Vương Nhất đã phá tượng để có thể tạo ra một trận hình xe tốt cực kỳ là hung hiểm. Sau nước đi này của đối phương, Vương Nhất bắt đầu thực hiện kế hoạch vô cùng là tinh diệu và nghệ thuật. Đầu tiên là thủ pháp pháo lâm thoái 1 đang dọa nước cờ pháo lâm bình 6 để chói chết xe lộ 4 của đối phương, buộc bên đen phải dùng đòn pháo 8 bình 5 để có thể chói lại con pháo đầu của bên đối thủ. Tuy nhiên thì kế sách của Vương Nhất lại được thực hiện sau ý đồ này. Vương Nhất lập tức tung chiêu mã 2 tấn 3 nhảy mã múa đao đang dọa bắt đôi và ép đấu con mã thủ của bên đen. Qua đây các bạn thấy rằng nước cờ chuyển hình tượng 5 thoái 3 rồi tượng 3 tấn 1 của Vương Nhất thực sự là quá cao siêu và sâu sắc. Nước cờ này là nước cờ đã khiến cho toàn bộ khán giả hiện trường cũng như tất cả những người mà theo dõi trực tiếp trên hệ thống internet đã thấy được rằng sự tài hoa và khả năng xử lý trung tàn quá là diệu kỳ của ngoại tinh này khách. Đây có thể coi là một đường đao phải nói là hung hiểm và là một đường đao chí mạng khiến cho toàn bộ trận địa của bên đen đã hoàn toàn rơi rụng. Sau nước cờ này thì bên đen không có nước cờ nào hơi hay hơn, buộc phải đi nước cờ đấu mã, và bên đỏ đã kịp thời tượng 1 tấn 3 ăn lại mã chiến của bên đen và đồng thời đang đe dọa thủ pháp tiếp theo, đó là tướng 5 bình 4 để chuẩn bị pháo 5 bình 6. Bên đen không thể có thời cơ xe 4 bình 7 ăn tượng được, bởi vì sẽ bị đối phương là vỗ xe vào mặt cùng ngay. Ví dụ như là bên đen bây giờ mà tiện tay đi xe 4 bình 7 sẽ dính tuyệt chiêu ngay sát thủ của Vương Thứ Nhất bằng nước cờ ăn xe vào sĩ rồi bình 5 tấn 1 là kết thúc ngay. Cho nên tình huống này thì Trịnh Đồng buộc phải đi nước cờ tướng 4 tấn 1 để có thể níu kéo trận tình trong giây lát. Tuy nhiên thì mọi thứ đã được an bài sau những thủ pháp vô cùng là tinh diệu của ngoại tinh này khách. Vương Nhất đã quyết định đi nước cờ tướng 5 bình 4 theo như kế hoạch ban đầu, đang chuẩn bị tư thế pháo 5 bình 6. Lúc này thì bên đen đã khó đi quá rồi, bên đen buộc lòng phải lắc xe để hy vọng là tìm cơ hội để có thể chống được. Nhưng mà đối phương vẫn nhẹ nhàng pháo 5 bình 4 vẫn đang dọa nước cờ tiếp theo, đó là xe 7 bình 6 sát ngay.
buộc lòng bên đen lại phải lắc xe trở lại, thì đó là thời cơ để cho bên đỏ vừa vặn kịp thời pháo 4 bình 6 chói chết xe và đang dọa lướt cờ xe 7 bình 6 là cục ngay. Như vậy là đến đây thì sau 46 hiệp tranh tài thì Trịnh Đồng dù đã cố gắng nỗ lực đến cùng nhưng đã không thể thoát thua trong một trận đấu mà Vương Nhất đã thăng hoa phong độ và đánh với một công lực gọi là xuất quỷ nhập thần, cả trình độ đã đạt đến mức độ gọi là thượng thừa, đăng phong tháo cực vô cùng là tinh xảo, đặc biệt là những nước đi ở giai đoạn cuối cùng và nước cờ phế mã hiến thân và phế mã phá sĩ để đã thể hiện được nội công tuyệt luân. Nhưng mà để so sánh với hai nước cờ chuyển tượng tước 5 thoái 3 và tước 3 tấn 1 thì vẫn còn thua xa. Và qua đấy các bạn thấy rằng là tinh hoa của Trung Quốc, Long Du Tấu Quốc của Vương Nhất lại một lần nữa được tái hiện và không hổ danh là trên giới cờ thì Vương Nhất được người ta xưng tụng rằng đó chính là nhân vật kiệt xuất nhất ngày nay, là long tại nhân gian của kỳ giới với những điển chuyển quân giống như là thần long đấy. Và quả nhiên đúng là thần long rất mực phiêu vòng và ngẫu nhiên trốn xuống trần hồng dạo chơi. Và ván cờ đến đây đã là hạ màn và đã để lại cho lòng khán giả hâm mộ khắp nơi một hình ảnh, một ấn tượng và một cảm xúc vô cùng là khó phai. Và trận đấu giữa Trịnh Đồng và Vương Nhất trong vòng 2 của Big Quế Hung Bôi năm 2019 với 3 ván cờ của những kết cấu tinh diệu đã thực sự là đỉnh cao của cờ tướng đương đại. Và xin cảm ơn sự yêu mến, ủng hộ và theo dõi chương trình của quý khán giả. Các bạn có thể ủng hộ bằng cách là like, chia sẻ và subscribe theo dõi kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình video của các chương trình kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.